What? Yes. Okay.
Dạ thưa thầy, thầy đứng ở phía đứng hướng này chụp hình Quan Âm. Chị Loan ơi, chị lên trước nè. Người nào mình cảm thấy không có đủ chiều cao ngồi xuống. Được, lên đây nè, lên trên. À, ok, ngồi xuống. À, cái bát gì đó, ra đằng trước giùm con. Dạ. À, Tâm Kiên ra hướng đây. Em đi qua xuống đây nè. Dạ. Rồi, ngồi xuống. Ok. Lúc dưới rồi đó. Vậy chị chụp ha. Em xuống đi.